Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 7 trang 41 đến trang 46 sách cánh diều. Chương 5 Việt Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 15, bài 13. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô Đinh Tiền Lê năm 939-1009. Thì học xong bài này các em sẽ nêu được những cái nét chính về thời Ngô, trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 981, giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô Đinh Tiền Lê, nhận biết được đời sống xã hội văn hóa thời Ngô Đinh Tiền Lê. Khởi động. Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thời Đinh Tiền Lê và buổi đầu của nhà Lý. Với cái địa hình thuận lợi cho việc tiến công phòng ngự, Hoa Lư là cái căn cứ ban đầu của Đinh Bộ Lĩnh, đồng thời trở thành kinh đô của nước Đại Cồn Việt sau khi ông lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Đinh. Vậy nhà Ngô Đinh Tiền Lê được thành lập như thế nào? Những cái nét chính về tình hình chính trị, xã hội, văn hóa là gì? Nhà Tiền Lê đã làm gì để bảo vệ nền độc lập được của dân tộc? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Thì các em quan sát hình 13.1 ở đây là một góc cố đô của Hoa Lư, Ninh Bình. Số 1 nhỏ, những cái nét chính về thời Ngô. Thì sau khi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 939 thì Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa nay thuộc Đông Anh Hà Nội làm kinh đô. Thì ông bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập một triều đình mới. Ở trung ương thì vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự và đặt các chức quan quan quân võ. Ở địa phương thì Ngô Quyền đã cử các tướng có công lao trước đây trấn giữ và quản lý các châu quan trọng. Việc xưng vương của Ngô Quyền và những cái chính sách của nhà Ngô đã mở ra cái thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước. Thì sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đặt trăm quan chế độ, triều nghi, phẩm phục, có thể thấy được quy mô của bậc đế vương, đại việt sử ký Văn Thư, Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê. Thì các em quan sát hình 13.2 ở đây là khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Rồi tiếp theo là sơ đồ 13.1 là tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô. Đứng đầu vua, dưới có ban quan văn võ. Rồi, thì vua ở trung ương, ở địa phương thì có các châu. Câu hỏi đọc thông tin và tư liệu quan sát 10 sơ đồ 13.1. 13.2 hãy nêu những cái nét chính về sự thành lập và tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Ngô. Thì những cái nét chính về sự thành lập tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Ngô đó là năm 939 thì Ngô Quyền xưng vương chọn Cổ Loa thuộc Đông Anh Hà Nội làm kinh đô. Ở chính quyền trung ương thì vua đứng đầu triều đình quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự và đặt các chức quan văn quan võ. Ở địa phương thì Ngô Quyền cử các tướng lĩnh có công trấn giữ, quản lý các châu quan trọng, mở ra cái thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho đất nước. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, sự thành lập nhà Đinh. Thì năm 944 thì Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiến quyền, tự xưng là Bình Vương. Đến năm 965 thì chính quyền trung ương gần như là tê liệt. Các thế lực hào trưởng ở địa phương nổi dậy khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng phân tán cát cứ, còn gọi là cục diện 12 xứ quân. Trước tình hình thế đó thì Đinh Bộ Lĩnh được sự ủng hộ của nhân dân đã liên kết với xứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được xứ quân Phạm Bạch Hổ và dẹp yên cát cứ các xứ quân khác. Cuối năm 967 thì tình trạng cát cứ chấm dứt, đất nước trở lại bình yên thống nhất. Thì các em quan sát sơ đồ ở đây là hình sơ đồ 13.1, lược đồ 13.1 ở đây là những cái vị trí chiếm đóng của 12 xứ quân. Thì Đinh Bộ Lĩnh quê ở Châu Đại Hoàng thuộc Gia Viễn, Ninh Bình ngày nay, là con trai của Đinh Công Trứ. Hồi nhỏ thì ông thường cùng chúng bạn chơi trò tập trận, lấy bông lau làm cờ. Khi nhà Ngô suy yếu thì Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp lực lượng rèn lúc vũ khí xây dựng căn cứ. Sau khi thống nhất các xứ quân thì ông được suy tôn làm Vạn Thắng Vương. Thì các em quan sát hình 13.3 ở đây là đền thờ Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình. Năm 968 thì Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, lấy niên hiệu là Thái Bình, đặt tên nước là Đại Cồn Việt, đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình. Ông phong vương cho các con, cử tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt cho rút tiền để lưu hành và xây dựng cung điện.
Câu hỏi đọc thông tin và quan sát hình 13.1, 13. Lược đồ 13.1 hãy trình bày quá trình Minh Vũ lĩnh thống nhất đất nước. Và đọc thông tin quan sát hình 13.3 hãy cho biết công lao của Minh Vũ lĩnh với dân tộc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nêu đó là quá trình Minh Vũ lĩnh thống nhất đất nước. Thì năm 944 thì Ngô Nguyện mất Dương Tam Kha tiếp quyền từ Xưng Vương. Năm 965 thì các thế lực hào trưởng địa phương nổi dậy khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng phân tán cát cứ. Thì Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với các sứ quân Trần Lãm, Chiêu Dụ, sứ quân Phạm Bạch Hổ và dẹp loạn các sứ quân khác. Thì cuối năm 967 thì tình trạng cát cứ chấm dứt, đất nước trở lại bình yên thống nhất. Đến năm 968 thì Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế Đinh Tiền Hoàng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nêu công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với dân tộc. Thì Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, chấm dứt cái tình trạng loạn lạc, thống nhất đất nước, xây dựng nhà nước, rút tiền để lưu hành, định quan chế, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đặt nền móng cho thời kỳ ổn định lâu dài của nước Đại Việt ta. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ tổ chức chính quyền thời Đinh Tiền Lê. Thì dưới thời Đinh trong cái giai đoạn đầu tổ chức chính quyền về cơ bản vẫn được duy trì như thời Ngô. Năm 971 thì Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cụ thể về các cấp bậc văn võ tăng đạo. Cuối năm 979 thì Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng là Đinh Liễn là bị sát hại. Con trai thứ là Đinh Toàn lên ngôi vua khi còn nhỏ tuổi. Thì Lê Hoàng được cử làm phụ chính. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, các tướng sĩ đã suy tôn Lê Hoàng lên làm vua Lê Đại Hành, lấy niên hiệu là Thiên Phúc, lập ra nhà Đê Tiền Lê, củng cố và hoàn thiện thêm cái tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương. Đến năm 1002 thì Lê Đại Hành đã đổi quyền đạo trong cả nước thành các lộ phủ châu. Thì các em quan sát sơ đồ 13.2, ở đây là tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê. Thì Lê Hoàng ở đây sinh ra trong một cái gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm. Ông là người khỏe mạnh, mưu lược, có chí lớn, đã phò tá Đinh Liễn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp các sứ quân và được Đinh Tiên Hoàng phong chức thập đạo tướng quân điện tiền chỉ huy sứ. Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ đọc thông tin và quan sát sơ đồ 13.2, hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê. Thì chúng ta sẽ mô tả tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê như sau. Ở trung ương thì vua đứng đầu, vua nắm quyền mọi quyền hành. Mọi quyền hành về cả dân sự lẫn quân sự. Dưới vua là các đại thần, quan văn, quan võ, hầu hết là những người có công phò tá nhà vua lên ngôi. Ngoài ra dưới vua thì còn có các tăng quan, đạo quan do các vị sư tức cao vọng trọng giữ. Ở địa phương thì gồm có các lộ phủ châu. Rồi tiếp theo số 4 nhỏ đời sống xã hội và văn hóa. Thì xã hội thời Ngô Đinh Tiền Lê thì gồm có các giai cấp và tầng lớp khác nhau về địa vị chính trị và kinh tế. Tầng lớp quý tộc, quan lại và một bộ phận nhà sư đạo sĩ thì giữ địa vị thống trị, nông dân là lực lượng lao động chính, có số lượng đông đảo nhất, đa số là người dân tự do, canh tác trên ruộng công làng xã. Ngoài ra thì còn có thợ thủ công và thương nhân, nô tỳ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, số lượng không nhiều, chủ yếu là phục vụ cho các gia đình quyền quý. Đời sống của nhân dân thì còn đơn giản, bình dị, mâu thuẫn giữa các giai cấp tầng lớp chưa gay gắt. Đạo Phật thì được truyền bá rộng rãi, các nhà sư thường là người có học, được nhà nước và nhân dân quý trọng như Đỗ, Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh. Chùa thì được xây dựng ở nhiều nơi, tại kinh đô Hoa Lư thì có chùa Bà Ngôn, chùa Tháp, chùa Nhất Trụ. Nho học thì được du nhập từ thời Bắc thuộc nhưng chưa có ảnh hưởng nhiều trong đời sống xã hội. Giáo dục thời Ngô Đinh Tiền Lê thì chưa phát triển. Thì trong buổi đầu khi mà nhà Tiền Lê mới thành lập thì nhà sư Đỗ Pháp Thuận đã có nhiều cái công lao trong việc hoạch định sách lược. Khi thiên hạ thái bình thì sư không nhận chức tước của triều đình phong thưởng, vua lại càng kính trọng, thường không gọi tên mà gọi là Đỗ Pháp Sư. Các em quan sát hình 13.4, ở đây là chùa Nhất Trụ, Hoa Lư, Ninh Bình.
Thì nhiều loại hình văn hóa dân gian tiếp tục phát triển như là ca múa, đua thuyền, đánh đu, đấu vật, đấu võ. Câu hỏi là đọc thông tin tư liệu và quan sát hình 13.4. Hãy nêu những cái nét chính về đời sống xã hội thời Ngô Đinh Tiền Lê, trình bày đời sống văn hóa thời Ngô Đinh Tiền Lê. Rồi như vậy ở đây đầu tiên chúng ta sẽ nêu những cái nét về đời sống xã hội thời Ngô Đinh Tiền Lê. Thì xã hội thời Ngô Đinh Tiền Lê thì gồm có các tầng lớp quý tộc, quan lại và một số bộ phận nhà sư, đạo sĩ giữ vị trí có cùng giữ cái địa vị thống trị. Giai cấp bị trị thì gồm có nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ. Rồi đời sống nhân dân thì còn đơn giản, bình dị, mâu thuẫn giữa các tầng lớp và giai cấp chưa có gay gắt. Về đời sống văn hóa thời Ngô Đinh Tiền Lê thì đạo Phật được truyền bá rộng rãi, các nhà sư thường là người có học, được nhà nước nhân dân quý trọng, chùa thì được xây dựng ở nhiều nơi. Nho học được du nhập từ thời Bắc thuộc nhưng ảnh hưởng chưa sâu đậm. Giáo dục thời Ngô Đinh Tiền Lê thì chưa phát triển. Nhiều loại hình văn hóa dân gian tiếp tục phát triển như là ca múa, đua thuyền, đánh đu, đấu vật, đấu võ, vân vân. Rồi tiếp theo số 5 nhỏ là cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 981. Thì nhân cơ hội Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại thì nội bộ triều đình nhà Đinh mâu thuẫn. Nhà Tống tiến hành xâm lược Đại Cồ Việt. Đầu năm 981 thì quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến đánh Đại Cồ Việt theo đường thủy sông Bạch Đằng và đường bộ Lạng Sơn. Lê Hoàng trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Vua tự làm tướng đi chặn giặc, sai quân sĩ đóng cọc ngang sông. Quân Tống lui lại đến Chi Lăng. Vua sai quân sĩ trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo, nhân đó bắt được Hầu Nhân Bảo đem chém. Bọn Khâm Tộ nghe tin quân Thủy thua trận thì dẫn quân về. Vua đem các tướng đánh, quân của Khâm Tộ thua to, chết đến quá nửa thay chết đầy đồng. Bắt được tướng giặc là Quách Quân Biện, triệu Phụng Quân đem về Hoa Lư, từ đó đất nước rất yên. Tại vì sự kiến toàn thơ Ngô Sĩ Liên và các sự thần triều Hậu Lê. Rồi tiếp theo thì các em thấy ở đây là lược đồ 3.2, ở đây là cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 981. Thì các em tham khảo tìm sách giáo khoa. Thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược không những biểu thị cái ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của dân tộc, mà còn chứng tỏ bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập của quân dân Đại Cồ Việt. Câu hỏi thông tin, đọc thông tin tư liệu và quan sát lược đồ 13.2. Hãy mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 981. Thì đầu năm 981 thì quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến đánh Đại Cồ Việt theo đường thủy và đường bộ. Quân bộ thì theo đường Lạng Sơn. Quân thủy thì theo đường sông Bạch Đằng. Trước tình hình đó thì Lê Hoàng đã trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Lê Hoàng cho quân đóng cọc, mai phục giặc tại cửa sông Bạch Đằng để ngăn chặn giặc. Quân thủy thì của địch bị thất bại. Rồi trên bộ thì do không thể kết hợp được với quân thủy và bị quân ta chặn đánh quyết liệt nên buộc phải rút quân về nước. Thừa thắng quân ta truy kích và tiêu diệt nhiều sinh lực địch, quân Tống đại bại. Rồi tiếp theo phần luyện tập vận dụng số 1 nhỏ, vẽ sơ đồ tư duy về tình hình chính trị, xã hội và văn hóa thời Ngô Đinh Tiền Lê. Thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy về tình hình chính trị. Thì thời Ngô Đinh Tiền Lê về chính trị thì vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua có hệ thống quan lại, quan 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 võ, tăng quan, chia cả nước thành các lộ phủ châu. Về xã hội thì giai cấp thống trị gồm có vua, quan, quý tộc, một bộ phận nhà sư, đạo sĩ. Giai cấp bị trị gồm có nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ. Còn về văn hóa thì giáo dục chưa phát triển, nho giáo bắt đầu xâm nhập nhưng chưa có nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Đạo Phật thường được truyền bá rộng rãi, văn hóa dân gian như ca hát, nhảy múa, đua thuyền phát triển. Tiếp theo số 2 nhỏ, lập bảng thống kê những cái sự kiện tiêu biểu tương ứng với các mốc thời gian 900, năm 939, 944, 967,
968, 979 và 981. Thì ở đây về sự kiện thì năm 939 thì có vua Ngô Quyền xưng vương, năm 944 thì Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiếm quyền tự xưng là Bình Vương. Rồi năm 967 thì tình trạng cát cứ chấm dứt, đất nước trở lại bình yên, thống nhất. Năm 968 thì Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng. Rồi năm 979 thì Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng là Đinh Liễn bị sát hại. Lê Hoàng lên làm vua lấy hiệu là Lê Đại Hành, lập ra nhà Tiền Lê. Rồi tiếp theo năm 981 thì quân Tống đem quân sang xâm lược nước ta. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ giới thiệu về một nhân vật lịch sử được đề cập trong bài học. Thì chúng ta sẽ giới thiệu về nhân vật Ngô Quyền. Ngô Quyền sinh năm 1898, mất năm 944, là người Đường Lâm. Nay là Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực. Ông được Dương Đình Nghệ, cả con gái và tin cậy giao cho cai quản vùng đất Ái Châu rộng lớn trù phú. Khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại, đoạt ngôi vị Tịnh Hải quân tiết độ sứ, Ngô Quyền đã căm tức đem quân giết tên giặc Kiều Công Tiễn. Công Tiễn hoảng sợ cầu cứu quân Nam Hán. Tuy nhiên Ngô Quyền đã trừ khử Kiều Công Tiễn trước khi quân Nam Hán tới cứu. Sau đó Ngô Quyền chấn chỉnh lực lượng thực hiện các kế sách chống lại quân Nam Hán. Chọn sông Bạch Đằng là điểm quyết chiến và đã đánh bại quân Nam Hán, bấy giờ là năm 938. Mùa xuân năm 939 thì Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Vương, đóng đô ở Cổ La, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho nước Việt ta. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.